Hello. Hello. How are you today, Minh Châu? Am fine. Okay. Are you fine? Okay, hôm trước mình vừa mới luyện tập xong đúng không con? Yeah. Okay, hôm nay chúng mình sẽ vào bài mới nhá. Hôm nay mình sẽ học bài 6 này, Unit 6 này. Đợi cô một lát để cô đây, để cô. Ok. Nào, mình bắt đầu nha. Ok. Đi ra đây. Đây để cô chia sẻ màn hình nha. Ok. Minh Châu thấy màn hình của cô chưa con? Không phải Ok, nào. Today we will learn about animals and aliens. Animals này, animals là gì con nhỉ? Animals là động vật ạ. Ok. Which animal do vật like most? What is your favorite animals? Bạn có yêu thích là con gì? Thích nhất là vật gì? chim cánh cụt Con chim cánh cụt tiếng Anh là gì nhỉ? con vật con yêu thích là cụt Ok, vậy con chim cánh cụt tiếng Anh là gì Minh Châu? con Ok, chim cánh cụt tiếng Anh là penguin. penguin Ok, penguin. Nào, bây giờ Minh Châu penguin thử thử kể tên các con vật ở trong tranh cho xem nào. Ngoài chim cánh cụt ra, Minh Châu có thích con nào khác không? Con nào gần gũi với mình hơn nào? Tại vì chim cánh cụt mình chỉ hay thấy ở đâu nhỉ? Mình thường thì mình sẽ hay thấy ở trên phim ảnh đúng không? Ở Bắc Cực. Thế có con nào mà Minh Châu hay nhìn thấy hàng ngày mà Minh Châu yêu thích không? ở đây chẳng có nhà văn Mấy con này thường là hay ở đâu nhỉ? ở trong rừng Hoặc là ở đâu mà mình có được đến thăm nhỉ? sở thú Đúng rồi, sở thú tiếng Anh là gì con? du Đúng rồi, zoo. Đây, ở đây chúng mình có con gì đây? Con gì đứng cạnh con monkey đây? Con gì đây nhỉ? Để cô paint paint cái này lại nha. Nào, con gì màu màu cam đây mà có sọc đen đây? tiger Đúng rồi, tiger. Con gì đây? monkey Monkey. Con này hơi khó này, cô đố Minh Châu biết này. giraffe Đúng rồi, giraffe. Giraffe là con hươu có cổ đúng không? Thế Minh Châu có biết con gì lấp ló đằng sau đây không? không biết Con gì đây? Con gì mà ở dưới đầm lầy mà có một sừng nhỉ? con tê giác ạ Đúng rồi. Con tê giác tiếng Anh là gì con? tôi không biết Con tê giác tiếng Anh là rhino. Rhino. Ok, rhino mình sẽ viết như này nhá. Đây để cô cho vào cái phần đâu rồi. Cô xem nào. Cô phải viết luôn, không cô sẽ quên mất. Rồi mình sẽ lại không biết. Nào.
Con rhino, hôm nay là unit 6 đúng không? Chúng mình có con penguin. Penguin vừa nãy cô dạy Minh Châu là con gì con nhỉ? Con chim cánh cụt ạ. Đúng rồi, chim cánh cụt. Con rhino. Rhino là con gì? Là con tê giác. Đúng rồi, con này mình hay gặp ở trong cái zoo đúng không? Vâng. Minh Châu có thích đi sở thú không? Con có. Go to zoo. Yes, I do. Yes. Đúng không? Okay. Nào, con gì nữa đây nào? Con này là con gì con? Con màu cam ở góc bên này là con gì? Lion. Lion, đúng rồi. Con cạnh con lion là con gì? Con khỉ đột tiếng Anh là gì nhỉ? Gorilla. Đúng rồi, gorilla. Gorillas. Con bên cạnh là con penguin này rồi này. Con cá sấu. Crocodile. Con cuối cùng rất đáng yêu này. Panda. Panda, đúng rồi. Thế là biết hết rồi đúng không? Cách viết của những cái con vật này con cũng biết hết rồi đúng không con? Hay cô sẽ viết lại không? Có cần cô viết lại ra đây không? Con chưa biết. Ok, chỉ biết đọc thôi đúng không? Được rồi. Thế thì cô sẽ viết các cái con này ra đây xong rồi Minh Châu xem cho cô nhá. Đầu tiên là chúng mình có con lion, con biết rồi đúng không? Lion là con gì nhỉ? Sư tử. Panda là con gì đây? Con gấu panda. Cô đố Minh Châu biết con panda hay ăn cái gì đấy? Panda hay ăn vỏ trúc ạ. Đúng rồi. Chuẩn. Rồi. Gấu trúc. Đúng không? Panda là gấu trúc này. Mình có con monkey. Monkey là con gì đây? Monkey con biết rồi hả? Thế cô viết ở đây nhá. Xong rồi, buổi sau mình sẽ kiểm tra nhá. Gorilla. Gorilla là con gì nhỉ? Khỉ đột. Đúng rồi. Gorilla. Khỉ đột. Nó con gì nữa nhỉ? Crocodile. Con này con cũng chưa biết viết đúng không? À. Ok. Crocodile. Là con cá sấu. Cá sấu hay sống ở đâu nhỉ? Ở đầm lầy. Đúng rồi. Cô xem còn con gì nữa. Còn con gì nữa không con? Con lion. Giraffe là con gì nhỉ? Là con yêu cổ. Đúng rồi. Giraffe. Rồi, giỏi. Yêu cao cổ. Thế tí nữa cô sẽ cho Minh Châu chơi một trò chơi về các con vật này nhá. Con elephant. À đúng rồi, đúng ừ nhỉ. Vừa nãy mình chưa học với con elephant nhỉ? Ờ đúng rồi đấy. Vừa nãy cô lại chưa ghi về con elephant ở đây cho Minh Châu. Nào, elephant là con gì con? Con voi. Con voi, đúng rồi. Elephant. Con voi. Có con fish là con gì nhỉ? Fish là con cá. Fish là con cá nè. Dog với cat thì mình biết rồi nên mình không cần ghi nữa nhá. Được rồi, có con worm này. Con worm này là con gì con biết không? Worm này là con sâu nhá. Đó. Đó, bây giờ cô sẽ giới thiệu mấy con thế trước đã. Tí nữa mình sẽ thử chơi một trò chơi về con vật. Xong rồi cô sẽ cho con xem sau nhá. Ok, nào, bây giờ mình sẽ vào bài hôm nay nhá. Ok, đúng rồi, có con elephant mà mình không biết, quên mất. Nào, animal, party, parts.
À, các bộ phận. Hôm bây giờ mình bài đoạn này mình sẽ học về các bộ phận của bộ phận cơ thể của con vật. Thì cái đầu tiên mình tìm hiểu sẽ là bộ phận cơ thể của con gì đây? Bye. Con voi nào. Ok, đầu tiên Minh Châu thử đọc. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu một lần các bộ phận cho Minh Châu xem nhá. Ok. Nào, đầu tiên chúng mình có là ai. Ai là gì nhỉ con nhỉ? Ai là cái gì đấy con? Ai này? Đúng rồi, nào, đọc cho cô nào. Ai. Ai Ok, tiếp theo là head. head Head là gì nhỉ? là cái đầu á, Đúng rồi. Ở đây chúng mình có cái tai là gì đây? oh ear. Tai, đúng rồi, cái tai là ear. Cái tai là ear. À, chúng mình có leg. Leg là gì con? Là chân ạ. Đúng rồi, leg là chân. Chúng mình có body. Body. Body là cái thân của nó đúng không? Ok. Chúng mình có cái đuôi, đây là tail. Tail. Đúng rồi, cong lưỡi lên ở cuối tail. Chúng mình có gì nữa Tail. đây? Chúng mình có cái tusk. Cái tusk ở đây là gì đây? Tusk. Cái nhà. Đúng rồi, đọc lại theo cô nào. Tusk. Chúng mình có cái vòi. Chúng mình có cái vòi này. Chúng mình có bao là Yeah. trunk. 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 Tusk. Tusk. Leg. Leg. Tail. Tail. Head. Head. Eye. Eye. Ear. Ear. Đúng rồi. Rồi. Đó. Good. À, tiếp theo về mình có con gì đây con? Con bird là con chim đúng không? Thì chúng mình có những bộ phận nào mà chúng mình đã biết trước rồi nhỉ? Chúng mình có gì đây? Mắt, Mắt đầu, là thân, Mắt mắt là là eye. Eye. Đầu là eye, Đúng rồi, mình vừa học cái đuôi của con voi là tail, Đúng rồi, tail. Thì đến con này cũng tail. là tail bởi vì nó cũng là đuôi. Và mình có cái gì đây con? Leg, Leg. Và mình có body, body. Đúng rồi, nhưng mà khác ở chỗ con voi à con voi thì nó chỉ có mồm thôi, nó chỉ có cái miệng thôi. Và con chim thì chúng mình có thêm cái gì đây? em mở, Đúng rồi, cái mỏ ở đây là big. 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 Đúng rồi, không phải là big to lớn đâu nhá, mà là big. Đó, mình có cái âm Big. a ở cuối big. Big. Đúng rồi, là cái mỏ. Big là cái mỏ. Còn wings, wings là cái gì con biết không? Cánh. Đúng rồi, wings là cánh. Đó, đọc lại nào, wings. Wings. Đúng rồi, còn cái feather, feather này có biết là gì không? Xem là đố cô đố con biết nó đang chỉ vào đâu đấy. Cái feather này nó chỉ vào đâu? Chỉ vào lông. Lông. Lông là lông của nó đây này đúng không? Đấy. Feather nào, feather. Feather đúng rồi. Nào, bây giờ đọc lại các từ theo cô nhé. Eye. Ai Head. Wings Wings. Tail Tail. Feather Đúng rồi, rồi. Feather. Leg Leg. Body Body. Body Okay, and the last one is big. Big
Bake, đúng rồi. Bake là cái mỏ nhá. Lát nữa cô sẽ hay thôi cô chỉ cô nốt luôn vào đây đi, không cô lại quên mất. Feather. Feather, đúng rồi. Nào mình lại ghi thêm từ mới nào. Những cái như kiểu là head với eye thì con đã biết chưa? Có cô cần phải ghi lại không? Không. Ok. Vậy thì cô sẽ ghi cái leg con cũng biết rồi đúng không con? Vâng. Thế thì cô sẽ ghi cho con cái ngà voi nhá, là cái tusk. Nào, đọc cho cô nào, tusk. 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 Cái... ngà nhá. Tusk này. Tusk. Tusk. Ngà voi. Còn cái này, trunk. 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 Là cái gì nhỉ? Là cái voi. Đúng rồi, voi voi, giỏi quá. Rồi. Chúng mình có cái đuôi. Cái đuôi là tail. Tail, đuôi. Đó. Thường thì các con vật đều dùng cái một cái từ đuôi này thôi nhá. Tail, body, trunk, tusk. Đúng rồi. Sang bên con chim nào, chúng mình có beak. Cái beak là gì con? Là cái mỏ. Đúng rồi, beak là mỏ chim. Chúng mình có feather. Feather là gì con? Lông. Lông. Đúng rồi. Wings. Wings. Cánh. Cánh. Đó, vậy thì các con vật có cánh chúng mình sẽ đều dùng từ wings nhá. Ok. Ok. Good. Rồi, mình sang con cuối cùng. À không, chúng mình có một số con nữa. Nào, tiếp theo là con fish. Do you like fish? Do you like fish? Yes, I do. Ok, yes, I do. Rồi, nhớ bài rồi. Con có thích cá? Con thích cá đúng không? Thế con có thích ăn cá không? Ok. Ok. Nào, chúng mình lại có rất thêm con cá này đã bắt đầu có thêm nhiều bộ phận khác. Mình vẫn có cái gì đây? Mình vẫn có cái gì đây Minh Châu? Eyes. Eye. Và head. Head và body. Body and tail. Tail. Đó. Và nên các con vật ấy thì nó vẫn thường có cái chung như kiểu là mắt này, đầu này và đuôi và thân đúng không? Nên là cái này mình biết rồi nhá. Nhưng nó ở đây con cá này mình có cái mouth. Mouth là gì nhỉ? Cái miệng. Đúng rồi, là miệng. Cái từ này cô cần phải ghi vào không Minh Châu? Mouth. Không ạ. Không nhá. Rồi, nhưng con cá thì bơi bằng gì nhỉ? Bằng gì đây? Tiếng Việt cũng được nè. Mình có cái này là cái gì? Cái này là cái vây. Đúng không? Cái vây. Cái vây chúng mình có tiếng Anh là fin. Nào, fin. Ok. Fin. Fin là vây của cá. Nào, đọc lại cho cô. Fin. Fin. Fin, good. And bone, bone. Bone. Bone, bone là gì đây con? Nó chỉ vào gì đây nhỉ? Xương. Xương, đúng rồi. Vậy thì sao? Vậy thì cái từ xương, cái bone này nó dùng cho tất cả các loại xương luôn. Kể cả người, kể cả xương của người cũng là bone con nhé. Ok, mình có fin là gì nhỉ? Mình có fin là gì con? Fin của con cá là gì con? Cái vây. Đúng rồi, fin là cái vây. Bon là xương nhá. Bon là xương. Kết. Fin là vây. Bon là xương. Nào đọc lại cho cô các bộ phận của con cá một lần nữa nào. One more time. Nào. Fin. Head. Okay. Eye. Mm-hmm. Mouth. Okay. Body. Body. Tail.
tail. Bon. Bon. Rồi, nhớ nhé. Fin. Mình lại học thêm được hai từ mới, đó là từ fin là vây này. Fin là vây và bon là xương. Ok. Ok, good. Đó. Hôm nay về sẽ khá nhiều từ mới. Nào, tiếp theo là mình có bài A. Exercise A. Look and read. Put a tick or a cross in the box. Đọc. À, nhìn và đọc. Có thể tích cái dấu tick, dấu V hoặc là dấu X vào trong cái box, cái ô trống ở đây. Nếu mà nó đúng. Nếu mà cái câu này này, ví dụ câu 1, this is a hand. Đó, và cái câu 1 này được nối vào cái mắt. Vậy thì câu này là sai rồi, đúng không? Đúng rồi, phải là this is an eye thì mới là tick. Đó, tức là ứng với mỗi cái câu này này thì người ta sẽ nối vào một bộ phận của cái con monster này. Và nếu con monster này đúng, đúng như cái câu đó nối vào cái bộ phận đó thì Minh Châu hãy tick cái dấu V vào, còn nếu mà không thì con hãy tick cái dấu X vào. Ok. Ok, good. Nào, vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc cái number 2 nào. Bây giờ cô sẽ đọc một lần và sau đó cô sẽ dịch cho Minh Châu và Minh Châu sẽ đọc lại cái câu đó bằng tiếng Anh cho cô và sẽ chọn xem là đánh cái dấu V, à dấu tick hay là dấu cross vào đây nhá. Okay. Now, number 2. This is a nose. This is a nose. Có nghĩa là đây là một cái mũi. Đó. Và cái câu thứ hai này nối vào đây. Thì cái câu này đúng không con? Đúng. Tick. Đúng rồi. Nào, đọc lại cho cô một lần cái câu này nào. This is a nose. Cái nose là cái mũi đúng không? Bài trước mình học rồi. Nào, number 3. This is an eye. Đây là mắt. Có đúng không? Nó nối vào đây. Nó nối vào cái này đây. Đúng không? Đây là arm. Arm, đúng rồi. Hoặc là hand, đúng không? Nên là câu này phải đánh dấu cross, đúng không? This is an hand, a hand, hoặc là an arm. Good. Number 4 now. This is a leg. Đó, cái leg này nó nối vào đây. Tick. Nào, đọc lại cho cô một lần câu này nào. This is a leg. Good. Number 5. This is a mouth. This is a mouth. Tick hay là cross? Tick. Tick. Good. Number 6. Nào, để cô kéo cái màn hình của mình xuống đây nhá. Nào, number 6. This is an arm. No. Okay. Cross. Đúng rồi. Đọc lại cho cô một lần câu này nào. This is an arm. Good. Now, number 7. This is a hat. This is a hat. Cross. Đúng rồi. Mà đây phải là gì con? Đúng thì phải là gì? Câu này mà đúng thì mình điền gì nhỉ? Thì mình nói như nào nhỉ? Câu này mà đúng thì mình nói như nào? This is như nào? This is a arm. This is an arm. This is an arm. Good. Now, number 7 and number 8. Number 8 nào. This is a tail. Yes or no? Tick or cross? Tick. Tick. Good. Đúng rồi, đây là cái đuôi. Mà nó đã chỉ vào cái đuôi, yes. Nên là đây là câu đúng. Đúng không? Nào, good. Bây giờ cô thử giao một cái này xem nào. Cô thử có một cái đài này ở đây. Cái này nó cho mình. Ví dụ cô chỉ lên đây. Xong cô sẽ ghi là
This is an ear. Câu 9 nào. This is an ear. Và con nối lên trên này thì là tick hay là cross hả con? Nhìn vào mặt. Tick. Tick, đúng rồi. Tại vì ear ở đây của mình là gì? Ear của mình ở đây là gì con nhỉ? Là cái đúng rồi. Cái và câu 9 này cô lại nối lên cái tai của nó đúng không? Good. Rồi. Nào, chúng mình sẽ next sang cái part 2. Take note. Đó. Đây này, cái hôm trước cô vừa dạy con này là A, E, I, O and U là the vowels, đúng không? Nên là mình sẽ, nên là trước, đừng trước những cái đấy hết. Mình sẽ không dùng là ví dụ mình hay nói là a hand, a head hoặc là a tail, đúng không? Nhưng mà khi mà cái từ mà bắt đầu bằng những cái âm như kiểu là A này, E này, I, O và U thì mình sẽ không dùng là ơ mà mình sẽ dùng là ân, ví dụ gọi là an arm. Đó, con hiểu không? Hiểu không con? Đó. Thế này. A, E, I, O and U, the vowels. We use an before words beginning with A, E, I, O or U. Before words that begin with other letters, we use A's. Đó. Cô sẽ chụp màn hình cái này lại và tí nữa cô sẽ gửi cho mẹ để mình về mình nốt lại mình học nhá. Tức là sao, người ta bảo là chúng ta sẽ sử dụng cái từ ân này, từ ân này này. Đó, con thấy không? Con thấy cái từ ân này của cô không? Đúng chưa? Đó. Để cô đổi cái màu paint này. Paint này mình sẽ dùng màu red đi cho nó sao. Đó, mình sẽ dùng cái ân này với những cái từ đằng trước, những cái từ mà bắt đầu, beginning này, begin tức là bắt đầu với cái cụm là A, E, I, O, or U. Hiểu không? Tức là những cái từ mà bắt đầu với những cái chữ A, E, I, O, U này thì mình sẽ phải dùng là an, ví dụ gọi là an arm hoặc là an ear. Đó. Đúng không? Còn before words that beginning with other letters, tức là với những cái từ mà còn lại mà không phải là những cái nguyên âm A, E, I, O, U này này thì mình sẽ dùng là For example này, this is an elephant. Đây là một con voi. Thì cái từ elephant này này, con nhìn nhá, cái từ elephant này nó bắt đầu bởi cái chữ gì đây con? Chữ y, đúng rồi. Mà cái chữ y này nó lại nằm trong cái này, nó lại nằm trong cái năm cái nguyên âm này, đúng không? Năm cái nguyên âm a, e, i, o, u này. Thế cho nên là đằng trước nó không thể dùng là elephant được, mà phải là an elephant, đúng không? Hiểu không? Đó. Còn nếu mà this is a mouse, đó, còn cái từ em này nó không nằm trong nhóm năm cái từ kia, vậy nên là mình sẽ có thể dùng được là ơ. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Để cô xem có cái luyện tập không. Đúng rồi, đây có cái bài luyện tập rồi. Nào, cô cần phải nói lại một lần nữa không? Không ạ, mẹ con in cho con cái tờ này rồi. Rồi, nhưng mà ý là cô cần phải giảng lại một lần nữa không? Để mình làm bài tập luôn, hay là mình làm bài tập luôn? Mình làm bài tập luôn. Ok, mình sẽ làm bài tập luôn. Mà nếu mà trong cái khóa trình làm bài tập mà con không hiểu thì cô sẽ giảng tiếp nha. Đây, bài tập luôn đây này. Đó. Part B này. Write the animals, then draw lines from A or N, from A or N. Đó, tức là viết tên của các cái con vật này ở trong đây. Ví dụ ở đây mình có elephant, đúng không? Thì mình biết là elephant vào đây. Sau đó mình làm gì đây? Sau đó vẽ cái line, tức là sau đó nối cái từ
cái từ a, à từ ơ này này, từ ơ này, hoặc là từ ân này, với những cái từ bộ phận của nó sao cho đúng nhất. Đó, tức là ân thì mình sẽ đi trước với các cái từ có phụ âm hoặc có nguyên âm là a, e, i, o, u, a, e, i ngắn, o, u. Còn từ ơ này là sẽ đi với các từ còn lại. Ở đây ví dụ người ta cho mình là unarmed. Đó, kiểu vậy. Đó, ở đây mình có cái gì đây? Mình có là an elephant và a mouse. Đó. An elephant, a mouse. Nào, đầu tiên body. Body thì mình nối với ơ hay là ân con? Ơ, đúng không? Good, ear. Mình nói And good. Tiếp theo. ai mình nói với anh Face. phê mình nói với Okay, foot. út mình nói với Good. hand mình Hand. nói với hat mình nói với nose mình nói với Rồi. chair mình nói với Cứ đáp án đúng hết rồi. Nào bây giờ cô sẽ cho con luyện tập bên ngoài một tí nhá. Link the final end of an with the first vowel sound in each noun. An alien, an egg, an ice cream, an orange, an ugly monster. Từ để cô cho luyện tập ở ngoài một tí nào, cho nó hiểu hẳn bài nào. Nào bây giờ cô thử cho những cái ví dụ này xem là điền ơ hay ân cho cô nhá. Đầu tiên từ này mình dùng là ơ hay ân con? Ăn Đúng rồi, bây giờ cô sẽ ghi lại đây này. Cộng với A, I, O, U. Im, đợi cô một lát nào. The vowels beginning with đó, tức là sao, tức là cái từ ơ này nó sẽ kết hợp với à cái từ ân này này, cái từ ân này sẽ kết hợp với các nguyên âm bắt đầu với các cái từ là e a i o u, ví dụ gọi là apple. Apple thì có cái nguyên âm gì đấy con, nguyên âm gì đằng bắt đầu với cái nguyên âm gì đấy? A. Vậy nên mình phải điền là an apple đúng không, chứ mình không thể điền là a apple được, nó sẽ sai mất. Đó. Đó. We use ace with other letters. A, này. Other letters. Đó, hiểu chưa? Tức là cái ân này mình sẽ dùng với đúng cái nguyên những cái nguyên âm bắt đầu với e a i o u, vậy thế nên là apple này mình phải là an apple đúng không? Tiếp này, pig, pig này là con gì? Là con lợn. Rồi con lợn này thì mình sẽ điền là ơ hay là ân? Ơ đúng không? Rồi tiếp này, cái gì đây? Eraser. Eraser
Eraser là cái tẩy. Cái tẩy mình hay dùng ý. Thì mình điền là gì? Un. Un, đúng rồi. Un eraser, đúng không? Good. Mà một từ nữa để mình qua cái khác. Book. Book là Rồi, giỏi. Nhớ chưa? Nhớ rồi đúng không? Rồi, buổi sau cô lại kiểm tra nhá. Không được quên đâu nhá. Ink. Ink là lọ mực nào? Âm ạ. Rồi, giỏi, nhớ nha, nhớ cho cô 5 cái nguyên âm. Và 5 cái nguyên âm này thì mình sẽ phải dùng là ân, là e a i o u, nhớ cho cô. Và cái từ giờ cũng thế. Đó, cái từ giờ mình cũng dùng như vậy. Cũng là cái từ giờ mình đọc là giờ. Mình đọc là giờ khi mà mình đây, để cô. Cái từ giờ thì nó có hai cách đọc với những cái từ này. Nếu mà những cái từ bắt đầu với e a i o u này này thì mình sẽ đọc là gì, ví dụ là the apples, the big, the erasers đó. Còn mình đọc là giờ với những cái từ còn lại như kiểu là the book đó, the big đó, không hiểu chưa? Nhưng mà thôi bây giờ cô sẽ dạy là ơ trước đã, vì cái ân này nó khá là, cái ơ ân này nó khá là mệt, nó khá là khó, nên cô sẽ dạy trước đã. Buổi sau cô sẽ, đầu giờ cô sẽ hỏi lại nhá, về xem lại cho cô nhá. Đó, cô không ấy nhiều bài tập đâu, cô không giao nhiều bài tập đâu, nhưng mà những cái gì cô bảo nhớ là phải nhớ cho cô nhá. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp nào, không mình lại hết giờ mất. Rồi, good. Vẫn nhìn ở màn hình đúng không con? Rồi, cái đúng hết rồi. Body, ear, foot. Foot là cái gì nhỉ? Foot. Foot là cái đồ ăn. Foot này, footer cơ mà. Foot. Foot. Cái bàn chân. Đúng rồi, foot. Còn cái foot là foot. Food the kia mới là bàn, là mới là đồ ăn nha. Food. Rồi, good. Filling the final end with the first vowel. Okay. Now, ở đây chúng mình có một bài C, là một bài điền các từ vào, các từ trong cái box vào trong cái đoạn hội thoại, vào trong cái paragraph này, ở trong cái câu và cái trong cái đoạn này sao cho hợp lý và phù hợp nhất. Đó. Read and choose the word from the box. Write the correct words next to number 1 to 5. Đó. Mình có 5 chỗ trống từ 1 đến 5 ở đây, và Minh Châu, và nhiệm vụ của Minh Châu là sẽ phải tìm những cái từ phù hợp để điền vào 5 cái chỗ trống này, được không? Ok, bây giờ cô sẽ giúp con trước, là cô sẽ đọc cái bài này, đọc từng câu một, và Minh Châu sẽ đọc cho cô nhá, và sau khi Minh Châu đọc xong cô sẽ dịch nghĩa của nó. Ok, từng câu một thì từ đúng nhất vào đây. À, từ trước khi đấy thì có từ gì trong này con chưa biết chưa, trong cái box này cái từ nào con không biết không? Biết hết rồi đúng không? Mình có zoo là thủy thú này, water, legs. Nào, đầu tiên cho cô hỏi trước, con gì đây con? Không có cổ á. Tiếng Anh là? In English? Giraffe. Giraffe, good. Đúng rồi, đây là con giraffe. Nào, first one. You can find me at the zoo. You can find me at the zoo. Nào, đọc theo cô cái câu đấy. You can find me at the zoo. You can find me at the zoo. Là bạn có thể tìm thấy tôi ở trong sở thú. Đó. I'm a very big Animal. Đúng rồi, có nghĩa là gì? Tôi là một con vật rất lớn, đúng không? Very big.
Very này đi cùng các cái từ như gọi là big này, small này để nói về độ lớn, là rất lớn. Very big hoặc là very very small là rất nhỏ, thì very big là rất lớn. I'm a very big animals. Okay. I've got four long. Tôi có bốn cái gì đây con? Legs. Four bốn cái gì? Cái chân á. Cái chân tiếng Anh là gì? Legs. Đúng rồi. I've got four long legs. Good. And my tail is very long too. Và cái đuôi của tôi cũng thế, cũng dài như vậy. I can see with my big brown. I can see with my big brown. Tôi có thể nhìn được với cái gì to màu nâu? Cái mắt ạ. Đúng rồi, mình có mắt là eyes. Eyes. I like eating. Eating. Okay. I like eating fruit. Tức là tôi thích ăn hoa quả. But I don't eat meat. I don't eat meat. Nhưng tôi không ăn thịt. Tức là con hươu có cổ này. À, tức là cái con vật này. Cái bài này là nó để mình đoán ý. Mình đoán xem đây là con gì, nhưng mà người ta đã cho đáp án đấy trước mất rồi. Tức là cái con hươu có cổ này nó chỉ ăn ăn rau thôi, nó chỉ ăn trái cây và ăn hoa thôi, chứ nó không ăn cái meat. Meat là gì con biết không? Meat ở đây là thịt nhá. Meat nào, meat. Meat. Okay, meat là thịt. Okay. I drink. Tôi uống water. Water. I drink water. Okay, và tôi uống nước. My body is yellow, orange and brown. Nào, body của bạn này có những màu gì đây con? Có những màu vàng, màu cam và màu nâu á. Okay, good. What am I? Tôi là ai? I am giraffe. I am a giraffe. Tôi là con hươu có cổ. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc hoàn chỉnh bài này một lần. Và sau đó Minh Châu sẽ đọc lại bài này giúp cô nhé. Ok. Bắt đầu này. You can find me at the zoo. I'm a very big animal. I've got four long legs and my tail is very long too. I can see with my big brown eyes. I like eating fruit, but I don't eat meat. I drink water. My body is yellow, orange and brown. What am I? I am a giraffe. Okay. Nào, đọc lại một lần cho cô. You can find me at the zoo. I am a very big animal. I've got. Đây còn mình cái từ này, cái từ viết tắt này là từ viết tắt của từ have. Từ have là từ có đấy, nhưng mà mình sẽ đọc là I've. Mình đọc vờ lên một tí nào. I've. I've. Đúng got rồi. Four long legs. And I like eating fruits, but I don't eat meat. I drink water. My body is yellow, orange, and brown. What am I? I am a giraffe. Good. Rồi. Nào, bây giờ cô lại thử không nhớ lại quên à. Con giraffe này thì mình sẽ có ơ hay là ân ở đằng trước nó con? Ơ. Zoo nào. Zoo là ơ. Water. Ơ. Rồi, được rồi, thế là cô biết là nhớ rồi. Bởi sao cô lại kiểm tra tiếp? Không, mình lại hay quên. Rồi. Is this giraffe big or small? Con giraffe này là big hay là small hả Minh Châu? Big là gì? Big là gì nào?
Big là to. Ừ, thế còn small? Small là gì con? Small là bé. Ừ, thế thì con giraffe này là bé hay to nhỉ? To ạ. Is this giraffe big or small? Big. Rồi. What color is eyes? Vừa nãy mình người ta nói là nó có nói đấy, nó nói là nó nhìn bằng một cái mắt màu gì đây? Brown eyes. Đúng rồi. Brown eyes. Tiếp theo nè. Does this giraffe eat meat? Con hổ à nhầm. Con gì nhỉ? Con gì đây con nhỉ? Con hươu cao cổ này có ăn thịt không? Does this giraffe eat meat? No. 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 Yes, okay. Does this like apples? Yes. What color is its body? Body của nó có màu gì nào? Yellow, orange and brown. Yellow, orange and brown. Where is this giraffe? It is in a house. Con hổ à? Chết rồi. Con hươu cao cổ này sống ở đâu con? Nó có sống ở trong nhà không? Không. Nó sống ở gì nhỉ? No. Nó sống ở đâu? Nó sống nó ở đâu Minh sống Châu? Ở sở thú ạ. Sở thú tiếng Anh là gì nhỉ? Zoo. Good. The zoo. Now, a park. No, in a zoo. Yes. Good. Hi. I am gray. Gray là màu gì? Gray là màu xám. I am gray and I'm very big animal. I can run with my four legs and I have a tail. À, tôi có một cái đuôi. I like eating fruit, but I don't eat meat. I drink water and I love swimming in it too. What am I? I am a horse. Horse là con ngựa. Ok, cô cần ghi lại từ này cho Minh Châu không? Không nhá, con nhớ từ con ngựa này rồi nhá. Rồi, hôm nay mình là hết giờ mất rồi. Thế buổi sau mình sẽ ôn tập lại một chút cái phần này nhá. Rồi, good. Cô sẽ chụp cái từ mới và cô sẽ gửi cho mẹ. Đâu nhỉ? Đây. Đây, lát nữa cô sẽ chụp cái từ mới ở đây và cô sẽ gửi cho mẹ để về Minh Châu học cho cô nhá. Ok, rồi con nghỉ đi con. Bye bye. Goodbye, see you soon. See you again. Goodbye, see you again. Ok, see you in tomorrow. Bye bye. Bye.